Xin chào mọi người, hôm nay Tuyết Nhung Sport xin giới thiệu với mọi người một mẫu giày Adidas mới. Đây là giày Superstar Adidas Color. Đây là toàn bộ hộp của giày này. Mọi người dễ dàng quan sát đấy. Còn phần này là mã tên sản phẩm này, mã sản phẩm, series cũng như là các kích cỡ của giày theo các nước khác nhau. Giày được thiết kế với màu sắc rất là trẻ trung, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là các bạn thanh niên. Một trong những điều quan tâm lớn nhất của mọi người khi mua đôi giày đắt tiền đó là xem đây có phải là hàng chính hãng không. Để nhìn được hàng chính hãng thì mọi người dễ dàng phân biệt được là trên giày bao giờ cũng được in logo sản xuất của nhà sản xuất, được in chìm. Đây là phần gót này, logo được in chìm này, cũng như là phần lưỡi gà này cũng có này, phần gót à, phần đây là phần đế này, đế giày cũng được dập chìm logo này. Ngoài ra bạn có thể lật cái lưỡi gà lên này, bên trong cũng có một số thông tin liên quan đến nhà sản xuất chính hãng, đó là nơi sản xuất, các mã series cũng như là mã sản phẩm, thông số về các size theo các nước khác nhau. Lót giày cũng có in logo nhà sản xuất này. Giày được thiết kế bằng chất liệu da cao cấp. Bên xung quanh giày là có những đường chỉ được may rất là chắc chắn, giúp tăng cường khả năng chống thấm của giày khi trong những điều kiện đi vào những cái nơi mà ẩm ướt hoặc là đi dưới trời mưa, nó cũng giúp chống thấm rất là tốt. Đặc biệt là đường dây giày này rất là chắc chắn. Mọi người dễ dàng quan sát và cảm nhận được sự khác biệt giữa giày của nhà chính hãng cũng như là với các loại giày hàng fake khác.